Xin chào, kênh Nhật Tiến 39. Rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị nào chưa biết cái cách chạy chữ cho cái logo của kênh YouTube của các bạn á, thì hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị và các bạn biết. Còn các anh chị nào biết rồi thì bỏ qua cho mình nha. Rồi, không để các bạn và các anh chị chờ lâu, mình vô Google Chrome, mình mở lên. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị xem cái cách mình làm chữ chạy của cái logo của cái kênh của các bạn là như vậy nè các bạn. Các bạn nhìn thấy ở dưới cái màn hình nè, là cái chữ này nè, cái chữ chạy nè, chữ chạy logo tên của các bạn nè. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị nào chưa biết thì hôm nay mình chia sẻ. Và cái tên ở trên luôn các bạn, vì cái logo ở trên thì các bạn nào muốn làm cái logo tròn thì làm logo tròn, thì các bạn nào muốn làm chữ thì chữ. Rồi bây giờ mình hạ này xuống cho các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái chữ chạy như thế nào các bạn. Bây giờ mình hạ xuống các bạn. Rồi, trước khi các bạn làm cái phông chữ đó thì các bạn vô cái phần Photoshop nha các bạn. Các bạn trên cái máy vi tính của các bạn nào chưa có phần Photoshop thì các bạn cài vô thêm cái phần Photoshop mình đánh chữ. Rồi bây giờ mình vô cái phần Photoshop nha các bạn. Đây là phần Photoshop nè các bạn. Cái phần Photoshop mà CC của mình nè. Bây giờ mình bấm lên. Rồi ra cái giao diện Photoshop như thế này mình chờ nha các bạn. Rồi. Sau khi ra như thế này các bạn bấm Ctrl N tạo một cái background mới các bạn. Ctrl N. Rồi. Rồi các bạn nhìn ở dưới thế này nè, các bạn tắt nó. Rồi nó ra cái background màu trắng vuông vức này các bạn, mình sẽ rấp khổ lại 16:9. Tại vì cái TV với cái điện thoại là 16:9 các bạn, thì mình rớp theo cái 16:9 nè các bạn. Các bạn vô đây. Đây là cái công cụ rớp nè các bạn. Đây, các bạn bấm vô đây là rớp. Sau khi các bạn bấm rớp rồi á thì các bạn bấm qua đây. Rồi. Các bạn ok, ở trên đây nè. Ở trên đây có dấu nhắc là bấm vào ok. Rồi. Thì nó ra cái giao diện 16:9 vuông theo cái điện thoại và cái TV của mình là 16:9. Rồi đây là một cái background trắng này hoàn toàn nè các bạn, background mới. Rồi các bạn vô đây, lên trên email nè các bạn. Rồi các bạn thấy chữ email nè các bạn, các bạn sổ ra. Rồi các bạn sổ qua email sale. Sau khi các bạn sổ ra thì nó ra cái bảng này như thế này nè các bạn. Các bạn bắt đầu rớp khổ nè các bạn. Rồi mình bây giờ mình rớp khổ nha các bạn. Ở trên là 16:9 nha các bạn. 16 nè các bạn. 1, 6. Còn ở dưới là 9 nè các bạn. 9. Rồi ở dưới mình cho là 300. Rồi bấm ok. Rồi cái khổ nó là 16:9 300 nha các bạn. Rồi sau khi nó ra cái giao diện như thế này rồi, các bạn qua bên đây các bạn bấm chữ T. Các bạn bấm chữ thôi. Đây nè các bạn, cái chữ T nè các bạn. Cái chữ T là các bạn bấm nè, bấm vô đây. Rồi bây giờ mình bấm cái chữ logo chạy ở dưới phía dưới cái màn hình nè các bạn. Mình bấm các bạn đang xem kênh. Hiện tại bây giờ chữ nó đang bự các bạn. Bây giờ các bạn bấm ok, các bạn thu chữ nhỏ lại. Rồi. Thu chữ nhỏ lại, các bạn kéo nè, nắm là đầu kéo lùi vô là nó lùi vô. Rồi, đưa xuống. Đó, cho nhỏ lại. Rồi, các bạn kéo cho nhỏ lại. Hiện tại bây giờ chữ màu vàng là các bạn. Bây giờ mình đổi cái màu lại cho các bạn thấy rõ nha các bạn. Rồi bây giờ mình qua cái góc dưới nè các bạn. Mình bấm vô cái hàng chữ là các bạn mà. Đây nè các bạn nhấp đôi vô các bạn. Sau khi các bạn nhấp đôi á, thì các bạn dòm lên trên đây nè, có cái ô màu vàng nè. Đây nè các bạn, đây là cái bảng màu nè các bạn, nhấp vô đây. Thì sổ ra một cái bảng màu nè các bạn. Đây, sổ ra cái bảng màu. Bây giờ mình đổi màu nha các bạn. Mình cho nó màu đỏ cho dễ thấy nè các bạn. Đó, mình cho nó màu đỏ và bấm ok các bạn. Bắt đầu mình đánh tiếp. Xin cảm ơn. Rồi, các bạn cũng bấm ok. Rồi các bạn lùi cho nó nhỏ bớt lại cho nó bằng cái khuôn này nè các bạn. Thấy các bạn. Rồi cái chữ màu đỏ nè, cho nó bằng cái khuôn này nè. Rồi ok. Rồi các bạn muốn cho cái chữ Nhật Tiến, cái kênh của bạn nổi bật lên, mình sẽ vô đổi màu chữ nó các bạn. Rồi mình qua đây mình cũng bấm chữ T. Mình bấm chữ Nhật Tiến. Nhật. Rồi ok, mình thu nhỏ lại. Rồi thu nhỏ để đây. Rồi ok các bạn.
Rồi các bạn muốn đổi chữ này màu xanh, các bạn nhấp vô đây. Rồi các bạn cũng nhìn qua cái góc bên phải là các bạn nhấp đôi vô. Thì ở trên này nó hiện cái bảng màu rồi các bạn. Đây bảng hiện bảng màu rồi, các bạn nhấp vô. Rồi, hiện tại bây giờ á mình cho màu đỏ phải không? Các bạn bây giờ đổi cho màu xanh. Đây màu xanh. Rồi các bạn bấm ok. Rồi, hiện tại bây giờ đang màu xanh nè các bạn. Rồi, bây giờ mình đi xuống đây. Mình xóa cái chữ Nhật tiếng 39 này. Các bạn xóa nè. Xóa chữ Nhật tiếng 39 rồi các bạn cách khoảng thanh dài cho ra ngoài. Rồi các bạn bấm ok, rồi các bạn nắm cái phần Nhật tiếng 39 nè, màu xanh là các bạn đem xuống. Là cho các bạn nổi bật cái kênh của bạn lên. Là hai cái chữ ngoài là màu đỏ mà có cái chữ của mình là màu xanh lên. Cho các bạn thấy cái background này là 16 chính nè, ở trong này là màu trắng nè. Các bạn xuống đây qua góc này là các bạn bấm vô nhấp đôi vô cái background nè. Đây là có cái layer nè, các bạn bấm ok. Rồi sau khi các bạn bấm ok rồi á, ở trên cái bàn phím của bạn có chữ edit, các bạn bấm xóa. Rồi, bây giờ chỉ còn cái chữ không rồi các bạn. Bây giờ á, mình muốn á, cái chữ đỏ này là viền màu trắng. Bây giờ mình vô qua bên trên đây nè. Đây nè các bạn, cái layer nè, cái chữ layer các bạn sổ ra. Rồi các bạn đi tìm xuống đây, chữ layer, scene. Các bạn ngó qua đây, các bạn tìm xuống chữ tróc mà các bạn bấm vô. Rồi, sau khi các bạn bấm ra cái giao diện như thế này. Rồi các bạn là chọn mà đó, chọn màu màu trắng, rồi các bạn bấm ok. Còn đây thì mình cho nó con số 7 thôi, tại vì chữ nhỏ thì mình cho cái viền nó nhỏ, đây con số 7. Rồi các bạn bấm ok. Rồi còn cái chữ Nhật tiếng nè, 39 nè, các bạn đổi cho cái viền nó màu đen, nó ẩn lên các bạn. Rồi mình cũng vô layer nè các bạn bấm vô, rồi các bạn sổ xuống, tìm layer, bạn ngó qua đây, tìm chữ tróc nè các bạn, bấm vô. Rồi, đó các bạn là thấy cái chữ là Nhật tiếng nó đang hiện là màu xanh nè các bạn, thấy không? Bây giờ mình đổi nó màu đen cho nó ẩn lên. Đó, các bạn thấy không? Chữ Nhật tiếng 39 nó ẩn lên rồi, bấm ok. Rồi các bạn đã đánh chữ xong rồi, các bạn nắm cái phần chữ này các bạn kéo xuống đây nè. Tại chữ này nó nằm chạy ở dưới nè. Rồi các bạn nắm chữ Nhật tiếng đi xuống đây luôn. Rồi các bạn lên cái góc màn hình là các bạn bấm chữ file. Rồi các bạn kéo xuống đây, save A. Rồi, bấm chữ save. Các bạn ở dưới góc này nè, các bạn đánh cho mình logo chữ chạy một đi. Rồi các bạn bấm. Rồi các bạn nhớ các bạn save là BS nè các bạn. Các bạn đừng có save JPEG nè các bạn. Save BS thôi, có gì mình chỉnh sửa được nha các bạn. Rồi qua góc phải ở dưới nè, các bạn bấm chữ save vô. Đây nè các bạn, rồi save. Rồi, các bạn nó hỏi mình có save hay không, mình save luôn. Ok luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình hạ cái phần Photoshop xuống. Rồi. Bây giờ mình mở cái phần dựng phim của mình lên. Đây là các bạn, phần dựng phim Premiere nè các bạn. Các bạn bấm lên. Sau khi mình mở ra thì ra giao diện như thế này nè các bạn. Các bạn nào chưa biết dựng phim á, chưa biết cái gì hết á, thì mình có cái clip chia sẻ cách dựng phim á, lúc ban đầu á, mình mời các bạn vô đó xem. Còn bây giờ mình vô thẳng vô cái project của mình làm sẵn vô các bạn. Bây giờ mình vô đây nè các bạn. Rồi, vô project. Chờ các bạn. Bây giờ mình tạo cái skin mới các bạn. Các bạn vô file nè các bạn. Các bạn vô file nè các bạn. Các bạn sổ ra. Thấy chữ new các bạn bấm vô. Các bạn đi qua bên đây. Chọn một cột, hai cột, ba cột. Cột thứ ba là skin nè các bạn. Tạo một skin mới các bạn bấm vô. Sau khi các bạn mở ra thì có giao diện như thế này nè các bạn. Máy quay của các bạn không biết quay chế độ gì. Còn mình thì quay chế độ AVC HD nè các bạn. Mình sổ ra. Rồi mình chọn cái dòng B. Dòng B cao nhất là 60 rồi các bạn. Nó có hai dòng, dòng Y và dòng B. Mình chọn dòng B bấm vô. Rồi bắt đầu. Ở đây mình, dưới đây mình bấm chữ, làm chữ chạy. Rồi các bạn bấm ok. Rồi sau đây các bạn thấy một cái giao diện mới hoàn toàn, một cái skin mới hoàn toàn luôn. Rồi các bạn vô file nè các bạn. Các bạn sổ ra, các bạn xuống chữ import. Các bạn lấy cho mình một cái background nào đẹp. Rồi đây sổ ra chưa anh bọt. Các bạn lấy cho mình một cái background đẹp nha các bạn. Bắt đầu bấm vô anh bọt nè. Rồi mình vô cái ổ D, mình tìm cho một cái background đẹp, thiệt đẹp. Mình làm chữ cho cái hình nền chạy nha các bạn. Mình bấm vô đây. Rồi mình vô cái background mây trời đi, cho nó trắng dễ làm nè các bạn.
Rồi các bạn qua cái góc màn hình này là các bạn sổ ra. Các bạn lấy qua là cái rồi dết lấy ra. Rồi qua đây. Các bạn kéo ra dài, các bạn cái clip dài thì các bạn kéo ra dài, các bạn clip cục thì các bạn kéo ra cục. Đó, rồi mình kéo tới đây đi. Rồi sau khi các bạn lấy một cái background như thế này rồi, các bạn vô file. Các bạn lấy hồi cái chữ hồi nãy các bạn đánh đó, rồi bắt đầu các bạn đem qua đây. Rồi bắt đầu mình vô file, mình tìm cái chữ hồi nãy mình đánh đó. Rồi bắt vô import. Rồi, hồi nãy mình chứa ổ e, bây giờ mình vô ổ e mình lấy ra các bạn, xỏ ra. Rồi cái chữ nè. Chữ logo 1. Rồi các bạn bấm bấm vô. Rồi. Các bạn ok. Rồi, mình lấy cái chữ logo của mình kéo qua đây thôi. Rồi, mình kéo giãn ra. Rồi mình kéo về lúc ban đầu luôn, kéo đụng cái đầu luôn. Các bạn kéo cái chữ này dài á thì cái chữ nó chạy chậm. Còn các bạn là kéo ít á thì cái chữ nó đi nhanh đó các bạn. Bây giờ mình cho là 60 giây thôi các bạn. Mình kéo là 60 giây thôi. 60 giây là ok, chữ nó chạy chậm rồi các bạn. Rồi. Mình kéo này là 60 giây thôi. Rồi. Các bạn thấy không? Nè. Mình kéo chậm lại, mình kéo dài á thì nó ra đi chậm, còn kéo ngắn á thì đi nhanh đó các bạn. Rồi các bạn nắm cái cây này nè, cái cây kim này nè, các bạn lùi lại phần đầu khoảng 5 giây thôi. Rồi, 5 giây. Các bạn bấm cái dấu nhắc ở trên đây nè các bạn. Đây là các bạn nhìn cái dòng này nè. Chữ Moti nè các bạn. Dưới cái dòng Moti các bạn bấm dấu nhắc vô. Sau khi các bạn bấm dấu nhắc thì các bạn nhìn qua bên đây là cái điểm nhớ của cái chữ chạy nó nằm bên đây nè các bạn. Rồi các bạn đi xuống cái cây timeline bên dựng phim. Rồi các bạn qua bên đây là các bạn nhìn kỹ nha, mình kéo cái cây timeline là các bạn. Kéo gần cuối đường các bạn. Kéo gần cái chân gần 59 giây luôn các bạn. Các bạn kéo làm sao mà đừng có cho mất cái chữ này đó không? Các bạn kéo làm sao nó còn chữ lên nè. Đó, còn chữ. Rồi. Các bạn nhấp lên cái màn hình này nè. Nè. Các bạn nhấp màn hình hai cái rồi ra cái khuôn này là cái khuôn chữ nè các bạn, đó nhấp màn hình ra hai hai là cái khuôn chữ nè, các bạn nắm cái này nè, các bạn lùi về phía trước đó, chữ nó chạy về phía trước, nắm con chuột kéo đi phía trước luôn. Rồi sau khi mất chữ rồi các bạn buông ra. Rồi sau khi các bạn buông ra thì các bạn nhìn cái cột phía trên nè, là cái điểm dấu nhắc nó nhớ là các bạn nhớ cho mình đây nè. Rồi bây giờ mình đi qua lại tiếp, qua bên cái cây kim tha dựng tiếp. Rồi các bạn qua bên đây các bạn kéo cái kim này nè, kéo cái kim này các bạn, kéo về ban đầu luôn, kéo về lúc đầu luôn. Rồi các bạn cũng nhấp cái màn hình hai cái, các bạn lui về phía sau đó, lui chữ về phía sau, rồi các bạn buông ra. Rồi sau khi các bạn buông ra thì các bạn nhìn phía bên trái này các bạn thấy cái dấu nhắc đầu tiên hồi nãy mình bấm á. Đây là các bạn, cái dấu đầu tiên hồi nãy mình bấm mình cho nó nhớ cái chữ chạy này các bạn. Bây giờ mình bỏ nó cái dấu đầu tiên nữa các bạn, bấm vô đây chuột phải delete nó các bạn. Rồi bây giờ còn hai dấu đầu và dấu đuôi thôi các bạn. Rồi các bạn đi xuống qua bên đây coi, các bạn bây giờ qua bên đây này các bạn, bạn coi chữ nó chạy này các bạn, mình bấm timeline là chạy này các bạn, bắt đầu chữ nó chạy này các bạn đó. Chữ chạy từ ở góc bên bên phải chạy qua bên trước nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Là chữ nó chạy nè. Đó. Cái phần mềm mà Remiro nè các bạn dựng phim xuất ra rất là đẹp các bạn. Mà chữ nó chạy rất là mịn màng luôn các bạn, rất đẹp. Đó, là chữ đang chạy về phía trước nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Là chữ nè, các bạn đang xem kênh YouTube trực tuyến nè. Xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký cho mình nhé nè. Đó, cái chữ nè. Thì cái logo các bạn thì làm ra thì nó chạy như thế này nè các bạn. Đó, nó chạy hết qua bên đây luôn nè các bạn. À, để coi các bạn nó chạy ra hết qua đây luôn. Hết góc luôn. Tại nãy mình kéo từ mấy bên trái qua bên phải. Còn ở dưới đi lên cũng được. Muốn kéo ở dưới đi lên, ở trên đi xuống thì cũng được. Các bạn nhìn đó các bạn biết rồi. Kéo ngang thì qua ngang, kéo lên thì nó lên, kéo xuống thì nó xuống. Rồi, các bạn xem không? Nó chạy hết luôn rồi các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình là vừa chia sẻ xong cái chữ chạy ở dưới nè các bạn. Còn bây giờ mình chia sẻ chữ chạy ở trên luôn các bạn. Rồi. Mình hạ cái phần này xuống luôn các bạn. Dựng phim xuống. Thì các bạn cũng dẫn vô Photoshop các bạn. Bấm lên. Rồi các bạn chờ.
Rồi, ra cái giao diện này các bạn làm cũng y chang hồi nãy luôn. Rồi, các bạn cũng bấm Ctrl N. Rồi, các bạn dưới này các bạn xóa. Rồi, sau khi xóa các bạn qua mấy góc bên đây các bạn cũng bấm drop nè, drop 16 chính nè các bạn. Rồi các bạn bấm OK. Thì các bạn cũng qua đây bấm chữ T, rồi bấm chữ thôi. Đó, rồi. Mình có sẵn cái logo rồi. Tới đây mình không làm nữa. Mình sẽ vô thẳng cái logo của mình. Rồi các bạn làm y chang vậy nè. Rồi bấm OK. Rồi các bạn y chang luôn. Mình xóa. Xóa cái này. Rồi mình hạ cái phần Photoshop xuống. Rồi mình mở phần dựng phim lên. Rồi. Rồi mình cũng vô file. Mình xuống import. Mình tìm cái chỗ mà chứa cái logo của mình. Rồi mình tìm. Rồi nằm đây mình bấm vô. Rồi các bạn bấm OK. Thì nhìn xuống góc bên đây nè, bên cái đầu vết của mình nè. Rồi các bạn lấy qua thôi. Rồi lấy cái chữ Nhật Tiến 39 nằm ở trên. Các bạn nằm cho nằm trên, các bạn kéo bằng với lại cái chữ chạy hồi nãy. Rồi kéo bằng luôn 60 giây luôn. Rồi các bạn lui về phía sau nè các bạn, khoảng 59 giây. Các bạn bấm chữ C trên bàn phím. Rồi ra dấu cắt nè các bạn. Rồi các bạn cắt. Cắt một chút xíu thôi nha. Nè các bạn, mình cắt chút xíu nè các bạn. Cắt chút xíu thôi, khoảng 59 giây thôi. Nè, đây là mình bấm vô nè. Nó hiện cái phía sau nè. Đó, cắt chút xíu thôi. Rồi, mình bấm nó qua đây. Sau khi các bạn cắt rồi thì các bạn nhấp vô đây nè các bạn. Nhấp vô cái phần trước nè các bạn. Các bạn nhấp vô phần màn hình. Nhấp vô cái phần màn hình. Rồi các bạn nắm cái chữ Nhật Tiến nè, các bạn kéo về phía trước. Rồi, kéo về phía trước chút xíu thôi. Rồi, chưa thấy chữ Nhật Tiến rồi, các bạn buông ra. Rồi. Sau đây các bạn nhấp lại, các bạn kéo từ ở đây nè, lùi lại 5 giây. Rồi, 5 giây dừng. Rồi, các bạn nhìn lên mấy góc trên nè, các bạn thấy nè. Cái chữ nè, Multi nè. Dưới chữ Multi là các bạn bấm dấu nhắc vô nè. Rồi, sau khi các bạn bấm dấu nhắc thì đi qua, các bạn thấy nè, cái dấu nhắc nó nhớ nằm bên đây nè. Rồi, các bạn đi qua bên đây là tiếp. Thấy không? Đi qua bên dựng phim. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Rồi, các bạn nhấp vô cái phần chữ Nhật Tiến nè, gấp đôi vô. Rồi các bạn kéo về đây, kéo vô đây, kéo về cuối đường luôn, cuối chỗ cắt luôn. Rồi các bạn nắm con chuột, các bạn kéo về cái chữ Nhật Tiến về đầy vô cái khuôn hình hồi nãy. Đây, kéo khuôn hình hồi nãy. Rồi các bạn buông ra. Thì các bạn thấy là cái điểm thứ hai là nó nhớ trên đây nè, thấy không? Vừa buông ra là nó nhớ đây nè. Rồi các bạn quay trở lên đầu, các bạn quay lên từ đầu, lúc trên đầu luôn. Cái phần còn lại là chữ Nhật Tiến nè, các bạn nắm con chuột bạn kéo lên phía trước nó cho mất luôn, cho mất chữ luôn. Rồi cho mất chữ rồi các bạn buông ra. Rồi xong. Rồi các bạn quay lên qua bên đây, cái cột hồi nãy các bạn bấm dấu nhắc đầu tiên. Các bạn bấm cái dấu nhắc đầu tiên đó các bạn. Nè, dấu nhắc đầu tiên nè. Đây nè các bạn. Các bạn thấy cái dấu đầu tiên hồi nãy các bạn bấm rồi các bạn. Bây giờ mình bấm vô chuột phải, mình delete đó. Xóa đó. Rồi nó mất, giờ chỉ còn hai điểm thôi, điểm 1 rồi điểm 2 thôi. Rồi sau khi mình làm đã xong rồi các bạn, chữ nó chạy xong rồi các bạn. Các bạn đi xuống chỗ này nè các bạn. Các bạn đi xuống chỗ này nè các bạn. Cái ban đầu các bạn cắt chút xíu nè các bạn. Đó. Chút xíu nè, còn cái phần nhiều là chữ chạy nè các bạn. Còn cái phần này là để yên, đứng yên nè các bạn, đứng yên ngay góc nè các bạn. Cái phần này là chữ từ ở ngoài chạy vô. Bắt đầu các bạn bấm delete. Cái phần mà chữ đứng yên này nè. Ban đầu các bạn cắt nè, các bạn delete. Rồi, sau các bạn kéo cái phần chữ chạy nè các bạn, kéo bằng cái góc này luôn. Kéo bằng cái trang này luôn, trả lại ban đầu. Cái khúc này hồi nãy nè, cắt nè, không bị kéo nè các bạn. Còn cái khúc này nè, khúc nhiều nè, bị kéo nè. Cái chữ nó chạy tới đây, nó gặp cái chữ này không bị kéo nè. Cái đó đứng lại ngay góc. Đó là cái chữ nó rất là êm, nó không bị giật gì hết. Rồi bây giờ mình mời các bạn và các anh chị xem mình làm xong rồi. Bắt đầu mình mở chữ cho nó chạy nè các bạn. Rồi các bạn nhìn xem nha các bạn. Nè, chữ Nhật Tiến 39 từ bên trái chạy vô nè các bạn. Còn ở dưới là từ bên phải chạy ra nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì cái phần mềm Remiro này nè các bạn, xuất phim ra rất là đẹp các bạn.
chạy chữ rất là êm và mềm mại luôn các bạn. Đó, đây là mình xài phần mềm Remiro nè các bạn. Chữ Nhật Tiến bây giờ nó đang chạy vô nè các bạn. Chữ Nhật Tiến này thì chạy tới cái góc này đứng lại nè các bạn. Còn chữ này ở dưới á, cái logo ở dưới thì nó chạy qua luôn. Tại vì mình không có cắt, ở dưới là không có cắt đứng lại. Còn ở trên mình tạo cái chữ cho nó chạy tới đây là đứng lại. Mình cắt lúc ban đầu các bạn. Cho nên nó chạy tới đây là nó đứng lại nè các bạn. Rất là đẹp các bạn. Đó, tùy theo các bạn. Các bạn biết rồi thì các bạn tùy theo tạo cái logo cho mình. Đó các bạn thấy không? Đứng lên nè các bạn. Nè, chữ Nhật Tiến ở trên đứng lên nè. Đó, rồi mình làm lại một lần nữa cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn xem lại các bạn. Ở dưới thì nó chạy hết luôn các bạn. Còn ở trên này các bạn, chữ chạy Nhật Tiến chạy tới đây đứng lên các bạn. Nè, đó rồi chạy tới đây đứng lên các bạn. Đó, rồi. Mình vừa chia sẻ cho các bạn và các anh chị xong cái phần mà logo chữ chạy. Cái clip của các bạn dài dài tới đây nè các bạn. Các bạn muốn copy cái phần chữ này nè. Phần chữ này chạy ở đây thì các bạn bấm chuột phải lên tới đây nè, các bạn copy rồi xong. Các bạn đi qua đây cách phản cho nó ở đây vừa chạy xong rồi các bạn ngưng chạy lại tới đây. Rồi các bạn qua bên góc này nè, các bạn bấm vô cái chữ ô màu xanh nè, là màu xanh nó nhớ tới khúc này nè các bạn. Các bạn bấm ở dưới bàn phím là Ctrl V. Ctrl V thì nó ra cái chữ khúc này. Đó. Còn các bạn muốn bấm cái chữ Nhật Tiến nó nằm hoài cái chỗ này thì các bạn cũng qua đây các bạn bấm chuột phải copy rồi đi qua đây. Đi qua đây là các bạn hai cái dấu này nè, các bạn tắt cái dấu dưới, tắt dấu màu xanh dưới thì còn cái dấu màu xanh này nó nằm bên ngang đây thì các bạn bấm Ctrl V thì nó mới chồng lên đó các bạn. Đó. Rồi các bạn muốn cái chữ Nhật Tiến này nằm ngay góc này hoài thì các bạn kéo cái chữ Nhật Tiến này nè. Hết clip luôn. Thì nó chạy tới đây là đứng hoài luôn rồi các bạn, thấy không? Chạy tới đây đứng hoài luôn cho tới hết clip luôn. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình vừa chia sẻ cho các bạn và các anh chị biết cái cách mà chữ chạy trên logo cho kênh YouTube của các bạn và các anh chị vừa xong. Giờ mình chúc cho các bạn xem và làm được thành công nha các bạn và các anh chị. Mình hẹn các bạn ở clip sau. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn.